có nên tụng kinh như đang hát không, kiểu như phối kinh thành lời nhạc rồi tụng với nhạc? Dạ con xin cảm ơn sư. Nếu như là cư sĩ thì Phật không có cấm cái đó, nhưng mà tu sĩ thì không được. Tại vì ở trong kinh Đế Thích Sở Vấn thì có một vị tiên gọi là cái gì ta, tiên ông năm chỏm, đầu có năm năm chỏm tóc á. Thì vị này xuống cúng dường Đức Thế Tôn bằng một cái bài hát, thì Đức Thế Tôn ngày cũng nhận, thì sư cô không hiểu tại sao ngày nhận, nhưng mà đây là cái bài ca duy nhất được đề cập trong kinh Tạng. Cho nên là cái chuyện của cư sĩ thì cái đó thôi, cái chuyện của quý vị ha.